Xin chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nhé. Số điện thoại của shop Trần Đạt 0915 434 973 anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với anh em cái bộ ba nắp của quay tháng 110 nha anh em nha. Thì quay tháng 110 thì nó sẽ là một cái lốc mà sơn màu đen nha anh em. Và cái nắp của nó này sẽ là cái nắp lõm như vậy nha. Đó. Và nước sơn của nó thì rất là ok. Đấy, bộ này nước sơn của rất là khá nha anh em nha. Đó. Thì giá mình bán cho anh em là 1 triệu mốt nha anh em nha. 1.100.000. Những anh em nào mà chúng ta thích mua thì anh em có thể liên hệ với Đạt ngay. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nha. Thì cái nắp này mình không có gắn ốc vô thì mình mới gỡ ra cho anh em xem bên trong luôn. Đây, rất là ok. Rất là đẹp này. Này nó hơi dính bụi nha anh em. Mình lấy để mình lau đi cho anh em coi ha. Đó, rất là đẹp nha. Ha. Nắp lửa này. Đấy, màn cá này, đen thui nha. Nó không có chảy nhiều anh em, chảy nói chung cái giá 1 triệu mốt này là gần là cái giá mình bán rất là rẻ cho anh em luôn. Cái nắp này nó đời 99 này anh em, nắp đời 99 này ha, nắp gì nha. Thì cái bộ này bán giá 1 triệu mốt cho anh em, anh em nào mà chúng ta nhăn tay thì anh em có thể liên hệ mình nha. Nó đầy đủ luôn, nắp nhựa này, ke thủ nhớt này, cái nhớt này nè. À quên lưu ý anh em luôn, cái nắp này là cái nắp ron jean hay sao anh em, mẹ nó còn dính ron này, không biết ron jean hay gì mà chưa rách nha. Đó, giá 1.100.000 nha anh em. Anh em nào mà chúng ta mua thì anh em liên hệ mình ngay. Đó, đầy đủ nắp nồi, nắp lửa và cá nha. Nắp lửa này đúng 310 nha anh em. Rồi, giá 1.100.000 nha. Anh em nào thích thì anh em liên hệ mình thôi. Đó, rất là ok dành cho những anh em là chúng ta chơi quay thái 110 nha. Đó, nắp đen này cũng còn đẹp này. Thì cái giá này là bây giờ anh em chúng ta kiếm thì tất nhiên là nó sẽ có chảy xước rồi. Cái giá này không chảy xước thì không có đâu anh em. Giá bây giờ mà không chảy xước khoảng 2 triệu mấy 3 triệu rồi. Đó. Anh em nào mua liên hệ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.